Các bạn có thể thấy sau lưng mình là một dòng xe Hyundai với thùng lửng. Thực ra thì cái nhu cầu thùng lửng của khách hàng cũng rất là ít, nhưng mà hôm nay mình vẫn sẽ giới thiệu để cho một số anh chị khách hàng cần một cái thùng hàng dài như vậy ấy, thì có thể là tham khảo dòng này nhé. Và sau lưng mình đây là dòng Hyundai chính hãng EX8 GTS2. Đây là dòng xe có tải trọng là 7,1 tấn và thùng hàng dài là 5,3 m. Và đây là thùng lửng thì nó cũng khá đặc biệt, chỉ kén khách, một số khách ví dụ chở những cái vật liệu xây dựng hoặc là chở nhôm kính gì đó. Nhôm kính thì chúng ta phải làm thêm cái giá nữa, hoặc là những cái hàng nào nhu cầu đặc biệt thì khách hàng mới lấy dòng này. Đó, thì đây thùng lửng anh chị nhá. Chiều cao của bửng của nó là khoảng 55 cm anh chị. Đó. Để mình giới thiệu sơ qua trước đi. Cái dòng này thì mình ít quay, nhưng mà hôm nay mình sẽ quay và mình nói những cái điều mình những kiến thức mình có về dòng xe này để anh chị cũng biết nhá. Những anh chị nào mà quan tâm một sản phẩm giá rẻ mà cũng có thương hiệu Hyundai thì anh chị lấy dòng này. Đây là dòng New Mighty EX8 GTS2. Và dòng này thì nhìn qua mình sẽ để chỉ cho anh chị để cách so sánh. Dòng đối với dòng Hyundai GT EX8 thì nó sẽ có hai loại, một loại là nhập khẩu linh kiện hoàn toàn từ Hàn Quốc, một loại thì theo thông tin là nhập linh kiện từ nhà máy tại Trung Quốc. Thì đây là dòng nhập linh kiện nhà máy từ Trung Quốc. Với các anh chị nếu với dòng từ Trung Quốc thì cái logo nó sẽ nằm ở trên cái bảng này luôn. Còn cái dòng nhập thì nó nằm ở đây nhá. Bản đủ á, cái này người ta gọi bản đủ, bản thiếu á, thì bản đủ nó nằm ở đây. Và cái bản đủ nó có thêm hai cái thông gió ngay chỗ này nữa, điểm nhấn ở đấy. Đó. Và hệ thống đèn của nó khác, bản đủ thì có đèn bi ở đây nữa anh chị, còn bản thiếu không có này. Và khả năng là nó vẫn là tiêu chuẩn Hyundai, nhưng mà chất lượng nó, cabin hay là chassis nó sẽ hơi khác một chút nữa. Thì dòng xe này nhà máy Thành Công đã sản xuất dòng này với cái ưu điểm là gì? Động cơ Hyundai chính hãng, chống bản đủ và có cầu Hyundai luôn. Tuy nhiên thì tất cả linh kiện thì sẽ sản xuất tại nhà máy Trung Quốc trên tiêu chuẩn Hyundai để cho khách hàng có một cái giá thành hợp lý hơn. Thì dòng xe này nếu mà anh chị nào cần chở hàng đúng tải hoặc tầm trên dưới 10 tấn thì dòng xe này sẽ vẫn là tốt anh chị nhé. Nó sẽ có tất cả linh kiện được sản xuất tại phía Trung Quốc, nhưng mà chất lượng theo tiêu chuẩn kiểm tra an toàn kỹ thuật của Hyundai nên chất lượng nó rất là ok. Và bản thiếu này thì nó sẽ, đã có bản thiếu nó sẽ cắt giảm một số chức năng. Nếu anh chị xem nhiều những video những cái xe hơi anh chị cũng biết rồi. Đối với bản đủ thì nó sẽ có cái nút chức năng ở như đây, nhưng bản thiếu không có này. Rồi nút tiết kiệm nhiên liệu này đó, hay là những nút sấy kính, sấy gương thì nó sẽ cắt đi anh chị, gọi là cắt bớt để giảm giá thành anh chị. Đó, còn trên này bảng đồng hồ tắp lô thì vẫn giống nha anh chị nhá. Hộp số các thứ thì cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Vẫn là 5 số tiến 1 số lùi này, rất là nhẹ nhàng anh chị hoàn toàn yên tâm nhá. Đó. Nổ máy thì chắc chắn là vẫn là máy Hyundai thì cực kỳ êm rồi. Đó, anh chị thấy không? Máy Hyundai những cái dòng xe này máy nó êm nhẹ đến độ mà anh chị có thể không ngồi trong cabin đóng cửa không nghe tiếng máy luôn đó. Rồi. Đây, nó được trang bị cho mình hai cổng này. Hai cổng, một cổng sạc, một cổng để cắm cái tẩu thuốc vô. Rồi, và ghế thì đã bọc da cho anh chị nhá. Còn đằng sau này thì cabin vẫn rộng nhá. Thì nói là bản thiếu nhưng mà cabin của nó cái thứ này vẫn được giữ nguyên. Chẳng qua là được sản xuất tại bên phía Trung Quốc. Để chất lượng nó sẽ có một tí khác biệt thôi. Đó. Đây là cabin của xe thì anh chị nhìn có thể thấy là nhiều một chiếc xe hơi vậy, cực kỳ đẹp. Thì phù hợp cho những anh chị nào mà cần một chiếc xe là máy Hyundai. Chất lượng của xe vừa phải nhưng mà giá thành cắt giảm một số chức năng vẫn tiếp cận được. Đấy, chị có thể là vận chuyển hàng hóa nhẹ nhàng. Đó. Và đối với mình xuống xe này. Và đối với dòng xe này ấy, thì anh chị sẽ có cái máy là 2.9 lít, công suất là tới 160 mã lực. Có một số anh chị nói là sao cái công suất của con này chỉ có 2.9 lít mà sao công suất còn lớn hơn những dòng xe cũ của Hyundai trước là 3.9 lít có 150 mã lực thôi. Thì cái này là do tinh chỉnh về động cơ Euro 4, người ta tinh chỉnh cái công suất. Tuy nhiên thì mô men xoắn của nó sẽ nhỏ hơn cái dòng 4 lít anh chị nhá. Dĩ nhiên rồi, cái dung tích nhỏ thì không thể nào mà công suất lớn được. Còn phía sau này thì mình sẽ giới thiệu cho anh chị cái thùng này anh chị này. Để mình mở cái thùng xe cho anh chị xem nhá. Đây là thùng lửng tiêu chuẩn bên mình. Đây thùng lửng nhá anh chị nhá. Thùng lửng này thì sẽ có sàn là sàn sắt 2,5 ly. Tất cả xung quanh là sẽ bên mình sẽ bắn vách trong hết, là tôm mà kém hết. Bên ngoài thì inox 430.
tải dọc là 140, đà ngang là U80 anh chị nhá. Thì thùng này là thùng tiêu chuẩn thôi, còn ngoài ra anh chị cần thùng bửng nhôm hay là thùng chắc hơn sàn 3 ly, 4 ly gì đó thì có thể liên hệ với Minh, thì Minh sẽ tư vấn cho anh chị nhá. Rồi, cái này thì thùng cơ bản nên là tất cả bản lề bằng sắt, bằng sắt hết này. Còn anh chị mua dòng xe này có thể làm sàn inox hoặc là sàn inox gì đó thì đầy đủ hết cho anh chị nhé. Thì mình giới thiệu sơ qua thôi. Thì dòng xe này thực ra dòng thùng lửng mình nói ngay từ đầu là nó cũng hơi kén khách một chút, thì tại vì thường khách hàng sẽ mua thùng bạt nhiều, nhưng một số khách hàng chở hàng đặc chủng cần cái thùng lửng hay là lên xuống hàng chở máy móc ấy, anh chị bốc hàng ném lên thì nó cần thùng lửng, thì anh chị có thể tham khảo dòng này. Nó có ưu điểm thứ nhất là động cơ Hyundai chính hãng nhập từ Hàn Quốc, cầu Hyundai này. Thứ hai là chúng ta sẽ có một cái giá rẻ, nó sẽ cao hơn các dòng xe Trung Quốc khác, nhưng mà giá nó lại không cao bằng bản đủ, chỉ hơn 700 triệu thì sẽ phù hợp với túi tiền của anh chị, nhanh lấy lại vốn. Đấy là hai ưu điểm chính. Còn cái nhược điểm của nó thì theo mình thấy là cái máy của nó thì nó chỉ là chở đủ tải, nó không chở quá tải nhiều. Ví dụ chở tầm 10 tấn đổ lại thì máy nó rất là ngon, còn nếu chở hơn thì máy vẫn ngon nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ yếu thôi. Thì nếu anh chị nào mà quan tâm với dòng sản phẩm này thì anh chị có thể gọi cho mình số điện thoại là 0979 393 898 để mình gọi cho anh chị. Anh chị nhớ gọi ngay cho mình nhé. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh chị.